vâng, xin cảm ơn ạ. Xin được hỏi câu số 9 của tôi như sau. Tại sao ở trái đất lại có nhân quả? Vì ở trên bề mặt trái đất có lớp đất nhân quả để con người và vạn vật sống trên trái đất theo quy luật nhân quả của trái đất. Không loài nào thoát ra quy luật nhân quả của trái đất được. Xin mời anh đặt câu hỏi tiếp theo.